Đỗ Thị Hà hồi hộp đếm ngược đến khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam. À hậu Kiều Loan đã nhắn nhủ Đỗ Hà đừng khóc trước khi cô chính thức khép lại 2 năm đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam. Tối ngày 23 tháng 12, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức diễn ra, cũng là thời điểm Đỗ Thị Hà kết thúc hành trình đương nhiệm và trao vương miện cho tân Hoa hậu. Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà vừa trình làng bộ ảnh cuối cùng trong vai trò đương kim Hoa hậu Việt Nam. Chiếc váy xuyên thấu với những chi tiết đính kết tỉ mỉ, bó sát tôn lên đường cong cơ thể mềm mại cũng chính là trang phục mà Đỗ Hà sẽ trình diễn trong màn Final Walk. Lúc này, nàng hậu chia sẻ cảm xúc hồi hộp khi đếm ngược đến khoảnh khắc Final Walk của mình. Cô hỏi người hâm mộ, cả nhà hồi hộp không? Chứ Hà hồi hộp quá. Bên cạnh đó, Đỗ Hà cũng liên tục cập nhật các video tập luyện, tổng duyệt trước khi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức diễn ra. Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận được nhiều lời động viên từ fan sắc đẹp và đặc biệt, Á hậu Lona Kiều Loan cũng nhắn nhủ Đỗ Hà. Đừng khóc nhé vì sợ nàng hậu quá xúc động. Đỗ Hà tựa nữ thần quyền lực và gợi cảm trong bộ ảnh trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp sinh năm 2001 đến từ Thanh Hóa, khiến fan sắc đẹp Việt vô cùng tự hào khi được xướng tên trong top 10. Bà Miss World 2021 bằng thực lực. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Đỗ Thị Hà theo đuổi đồng thời các hoạt động xã hội, hoạt động trong giới giải trí và việc học ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cho biết, cô không mong muốn lấn sân quá nhiều vào các hoạt động showbiz. Thay vào đó, cô thích các hoạt động xã hội, kinh tế.